Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Hữu Thọ. Và sau đây thì Phước Sửu cùng với mọi người đi đến một cái khu dân cư khá đẹp và một gọi là cái quần thể những khu dân cư gần đến cả ngàn hecta. Và trong đó có một cái dự án mà Phước Sửu đang muốn giới thiệu đến mọi người, đó là Seletta City. Thì trong cụm Seletta City này có Seletta Hay, Seletta Ray và Seletta Gold. Và trong đó có một số gọi là Shop House Avenue. Ngoài ra thì kế bên còn có căn hộ và Shop House nhà phố biệt thự của tập đoàn chủ đầu tư là GS Hàn Quốc. Dự án mang tên là GS Metro City. Và hôm nay thì Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị về cái dự án Seletta Hay. Thì như mọi người nhìn thấy thì dọc theo cung đường Nguyễn Hữu Thọ này thì trải dài khá nhiều cái căn hộ, từ là thấp trung bình và đến là trung cấp, nhưng mà chưa có một căn hộ nào gọi là cao cấp. Thì sắp tới thì Capitaland sẽ cho ra mắt cái dòng căn hộ cực kỳ cao cấp là Seletta Hay, và được gọi là nơi về nhà, về với chốn bình yên nha cả nhà. Thì căn hộ Seletta Hay này thuộc chủ đầu tư là Capitaland, là một công ty con thuộc sở hữu toàn cầu. Thì công ty này đa quốc gia và đến từ Singapore nha quý anh chị. Và ở đây thì chủ đầu tư này gọi là nổi tiếng về thiết kế cảnh quan và hợp tác với ông này nhà ông để cho ra rất là nhiều sản phẩm căn hộ có giá trị. Như ở bên quận 2 Thủ Đức hiện tại thì có Estella Hay nè, rồi BAM nè, rồi một số cái sản phẩm, và có một cái căn hộ rất là đẹp và đối diện với lại trung tâm quận Thủ Thiêm. Thủ Thiêm đối diện về quận 1 cũng do Capitaland làm chủ đầu tư luôn. Thì hôm nay thì mình sẽ tổng quan về Seletta Hay. Seletta Hay thì có khoảng là 2,15 hecta và có khoảng 4 lốc, và tổng quy mô căn hộ là 752 căn hộ, và trong đó số lượng tầng đó là khoảng là 20 tầng thôi. Ở đây gọi là căn hộ cao cấp thì nó không bao giờ là nó cao tầng nha quý anh chị, nên là một cái cơ hội để mình sở hữu những căn hộ gọi là cao cấp tại cái thành phố Nam Sài Gòn sắp trong tương lai. Bởi vì ở đây thì đa số tất cả những căn hộ ở đây là tầm thấp và tầm trung thôi, chưa có căn hộ cao cấp. Thì sắp tới Seletta Hay sẽ là một trong những cái căn hộ cao cấp tại khu vực này. Và trước mặt của Phước Sửu là chủ đầu tư đã quay tôn hết rồi. Đây là sẽ là căn hộ Seletta Gold, là đây là cái phân khu thứ 3 mà Capitaland sẽ bán trong thời gian sắp tới. Đây là cái nơi mà Phước Sửu quay tôn, Phước Sửu quay cái chỗ mà quay tôn mà chủ đầu tư đã rào lại rồi nha. Thì bây giờ mình di chuyển xuống một tí xíu nữa thì mình gặp Seletta Ray và Seletta Hay. Thì Seletta Ray thì trước mặt như mọi người đây nè, thì có rất là nhiều cần cẩu và xe thi công. Thì ở đây thì chủ đầu tư đã làm hoàn thành xong phần móng rồi quý chị ạ. Thì khoảng trong hết đầu quý 2 này sẽ là hoàn thành xong phần móng và cho những khách hàng ký hợp đồng gọi là đặt cọc và có hợp đồng đầy đủ để cho quý anh chị gọi là chuyển thành hợp đồng mua bán ha. Bây giờ hợp đồng đặt cọc rồi, đây hợp đồng mua bán. Và đây cái vị trí của Seletta Ray đây cả nhà nha. Một cái vị trí khá đẹp. Và sau cái vị trí của Seletta Ray thì đến là vị trí của Seletta Hay mà căn hộ Phước Sửu đang muốn nói đến anh quý anh chị. Đây, vừa qua cây cầu để rẽ phải vào khu dân cư Thái Sơn là khu căn hộ Seletta Hay ha. Thì ở đây thì có khá nhiều cái tiện ích mà trong cái cụm Seletta Hay này được giới thiệu đến quý anh chị, đó là hồ bơi Olympic là 63m nè, rồi khu phức hợp thể thao dưới nước đến 2.500m, và dự kiến đây là một cái khu gọi là thể dục thể thao và hồ bơi tràn bờ lớn nhất của khu Nam này luôn. Rồi có khu rừng kỳ thú nè, sân tập dưỡng sinh nè, phối cảnh quan và thác nước tiểu cảnh. Đặc biệt là có rất là nhiều hệ thống cây thấp tầng dọc theo cái khu dân cư. Và như mọi người nhìn thấy phía bên mặt phía phải của Phước Sửu đó là Seletta
Avenue là tổ hợp những cái căn shop house của chủ đầu tư Gableland. Đây thì sau này dọc theo đây là một cái dãy shop house mặt tiền bên ngoài và mặt tiền bên trong, và chủ đầu tư đã bán gần hết giỏ hàng sản phẩm rồi ha. Và bây giờ là chủ đầu tư đang đưa vào để là thăm dò móng cọc và để bắt đầu về việc xây dựng của cái Seletta Avenue này, một cái khu dân cư gọi là tổ hợp và khá đẹp. Đi từ dọc theo từ vùng 7 sang Nhà Bè thì khu dân cư này kiếm diện tích khá lớn. Và sau Seletta City này thì đến dự án Saigate Nhà Bè. Đây, dọc theo cái tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ thì có những cái shop house 7x18, 1 trệt 3 lầu sân thượng. Ở đây thì quý cư dân đã nhận nhà rồi, bây giờ là đưa vào, chuẩn bị đưa vào hoàn thiện và bắt đầu là để sử dụng và để ở luôn. Nên nó là cái khu này sắp tới là xa sẽ rất là sầm uất nha, kinh doanh mua bán rất là tuyệt vời, bởi vì ngoài con đường Nguyễn Hữu Thọ thì chủ đầu tư làm thêm một con đường vào bên trong này, xe qua lại lưu thông cực kỳ thoải mái, nên nó là sẽ là một nơi khá đẹp đối với khu Nam Sài Gòn. Rồi để có nhiều thông tin hơn nữa về những cái thông tin về sắp tới về cái căn hộ Seletta hay mà Phước Sửu đang chuẩn bị chào bán cho quý anh chị, thì quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu số hotline bên dưới để Phước Sửu sẽ cập nhật nhiều thông tin hơn nữa về dự án và thông tin về cái căn hộ Seletta hay đến quý anh chị, và để quý anh chị lựa chọn đây là một cái sản phẩm đầu tư sinh lợi cực kỳ hấp dẫn nhất tại khu Nam hiện tại nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.